Và chương trình ngày hôm nay là chúng tôi là bây giờ là 2 giờ 40 phút buổi chiều ngày 30 tháng Giêng năm 2018, tức là thứ ba, nhưng mà bên Việt Nam bây giờ này là 5 giờ rưỡi sáng ngày 31 tháng Giêng năm 2018, và cách đây 50 năm chúng ta biết đó là ngày 31 tháng Giêng là ngày tổng tấn công Tết Mậu Thân. Tại vì năm 1968 lúc 30 thì là Tết của mình nhằm đúng ngày mà 31 tháng Giêng, năm đó đây. Đó, vâng, năm đó, vâng. Thì có lẽ là nói về Tết Mậu Thân thì chắc ai cũng biết rồi, 50 năm ai cũng biết. Mình không có cần phải lặp lại. Tuy nhiên các bác có thể chia sẻ những kinh nghiệm lúc đó các bác ở đâu, các bác thấy thế nào và những cái dư luận các bác nhận xét lúc đó và bây giờ nó khác nhau không? Mời bác Cường nghe. Tôi thì tôi thấy rằng thì là gọi là cái thảm sát tại Huế đó, Tết Mậu Thân, thì cái chữ thảm sát thì nó sai rồi. Vâng, tôi thấy, vâng. Ai thảm sát ai? Vâng, tôi thấy rằng thì là thường thường thì người ta nói rằng thì là cái cuộc nổi dậy của cái Tết Mậu Thân vào cuộc nào. Vâng. Và cho thành ra cái Tết Mậu Thân thì như quý vị đã biết đó, là bây giờ là 50 năm rồi. Thế nhưng mà Tết Mậu Thân năm 68 đó, chúng tôi cũng đã có nhiều lần trình bày rằng thì là tới năm 75 cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới mất. Tức là chúng ta có hơn 7 năm trời để mà chúng ta kiểm điểm rằng thì là ai giết ai, ai chết. Vâng, chả nhẽ mà những người dân ở Huế, gia đình họ bị chết mà họ giấu sao? Vâng ạ? Đúng, đúng, đúng. Giấu sao? Thế thì cái mấy người này cứ nói 6.000, 7.000 với tất cả các thứ gì đó, thì tôi thấy nó có một cái chuyện buồn cười và nó lấn lát, nó kỳ quá đi. Đúng không ạ? Nó kỳ ở cái chỗ rằng thì là... Thế thì cái vụ này... mình nói con số là 6.000 mấy người mà chết mà trong lúc ấy thì bên phía Việt Nam Cộng Hòa kiểm điểm lại tất cả quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Huế, không ạ, chỉ có 3.000 mấy thôi. Yeah. Vâng, chỉ có 3.000 mấy thôi. Vậy thì cái số mà nếu cái con số kê chúng ở trong các cái hầm niếc thì đó là cán binh cộng sản, không ạ. Nó giản dị có thế thôi, cán binh cộng sản. Và cán binh cộng sản đó là cái giai đoạn đó là họ nổi dậy bất thành, cho nên họ bỏ chạy. Họ bỏ chạy. Và cái giả thuyết mà cái lúc bấy giờ thì báo Sài Gòn thì chính chúng tôi nghĩ rằng thì là đây là một cái cuộc nổi dậy, mà đây là một chuyện nhường đất cho cộng sản. Tại vì cái năm 68 đó là tình hình chiến cuộc là bên phe quốc gia và bên phe Mỹ là cũng yếu lắm rồi. Chúng ta năm 54 thì chúng ta nhường nửa nước. Nhưng mà tới năm 68 đó thì chúng ta định làm một cái vùng trái độn từ vĩ tuyến thứ 17 vào cái vĩ tuyến 13, tức là cái chỗ mà quê hương ông Thiệu Thiếp đó. Mà cái vĩ tuyến 13 này đó là nhiều lần lắm đã, về sau mấy cái cuộc chiến đó chúng ta cũng lại cái hàng rào phòng thủ cũng đều là ở vĩ tuyến 13. Vậy thì cái này nó là một cái điểm mà trong lịch sử đó, nó có cái âm mưu đó, nó có cái nhường đất đó, nó có cái mà để mà giao cho cộng sản cái vùng trái độn đó, tức là chúng ta nhường. Thế rồi thì thưa nhường, cho nên mới có những các cái lực lượng 25 ngày đêm, mà những cái lực lượng đó là người ta lập tòa án nhân dân mang ra xử, coi như là đã chiếm xong thành phố rồi. Chiếm xong thành phố rồi. Và giờ này đó là mang ra xử, mang ra để mà xét công xét tội. Đó. Thế thì thưa, xét công xét tội chứ đấy chứ. Và nhưng mà nó chẳng may rằng thì là cái đánh giá, cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh giá cũng bị đánh giá một cách hơi oan ức.
Cho nên nước quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới mới vùng dậy được để mà tấn công lại Cộng sản, khi mà Cộng sản hô hào nổi dậy toàn vùng cơ mà, tất cả mọi nơi cơ mà, mấy chục địa điểm quốc luôn. Vâng, và đấy rồi người ta cũng cứ đổ tội rằng thì là cái mà sai lầm nhất ấy là chọc vào cái ổ kiến lửa, tức là một cái lực lượng mà mấy chục anh em đó nhảy vào tòa đại sứ Mỹ. Dạ, cái đó là có thể đấy là một cái chuyện mà làm cho người Mỹ mất mặt quá. Dạ, thế nhưng mà chúng ta lại sẽ bàn lại cái chuyện khác, thì tôi chúng ta sẽ còn nói về cái vụ này lát nữa nói, và thì tôi tí nữa thì chúng ta lại cứ trong cái về cái trận Mậu Thân thì nó nhiều chi tiết và nhiều giai đoạn là rất hết sức là hào hùng và rất hết sức là bi thương. Còn nếu mà nói rằng cái chuyện mà nói rằng nghĩa là đã giữ được Huế trong vòng 20 ngày hay là 30 ngày gì đấy thì là tới nỗi mà có thì giờ để mà ngồi đó mà mang các cái ông quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ra mà xử tội đó, thì tôi nghĩ cái đó thật ra tôi chưa thấy được cái tài liệu nào nói về những cái phiên tòa mà trong vòng 20 mấy ngày 30 ngày mà từ Mậu Thân cho đến lúc mà nhà Mỹ nó giải phóng được cái thành phố Huế. Bây giờ thật sự thì lúc đó ở cái phía bắc của Huế đó, theo phim tôi thấy đó là tài liệu của Mỹ nó chỉ có một tiểu đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đó thôi, mà tiểu đoàn đó thì chưa chắc đã có quân số đầy đủ. Cái thứ mà về Tết rồi về nghỉ về nhà này kia, bỏ trại về nhà ăn Tết rồi đó thì rất nhiều, thì nó sợ gì mà đánh được ở Huế mà mất lâu như thế mà không lấy lại được là gì. Mỹ nó phải đánh từng căn nhà một, đánh từng con đường một đó, mà đánh mà chống lại những cái anh du kích và những cái chị du kích ở núp ở trên mấy cái lầu cao đó mà bắn xuống. Nghĩa là cái trận đó Mỹ nó có quay thành ra một cái phim riêng về cái trận đó. Tôi không nhớ cái tên cái phim đó, nhưng mà tôi được xem cái phim đó ở ngay trên đất Mỹ đó. Thì là cái phim đó tôi nghĩ là nếu quý vị nào có công có thể vào những cái những cái tiệm bán dĩa nhà video với lại CD rồi đó thì có thể tìm lại được. Dạ, thì thành ra cái trận đó là nói rằng giữ được Huế đến nỗi mà có thì giờ mà rảnh rang, thì làm sao mà có thì giờ rảnh rang? Trên á thì là pháo của Mỹ, trên thì máy bay của Mỹ, máy bay phản lực quần nhau nghĩa là suốt ngày suốt đêm, rồi với lại xe tăng như thiết giáp. Thì đó nhờ cái đám ở Mỹ đó mà Huế mới có thể giải phóng được. Kỳ thật ra sự thật đó là Mỹ nó đã chiếm lại được cái kỳ đài ở Huế, chứ không phải là công của Việt Nam Cộng Hòa mà tái chiếm lại cái kỳ đài đó. Nhưng mà sau đó rồi là các ông giàn cảnh, rồi có cả nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh rồi lên giàn cảnh để mà là ta chiếm lại được kỳ đài rồi quay phim chụp hình lên đó. Thì trong cái sự thật cái vụ đó thì cứ căn cứ vào các cái phim, các cái tài liệu của Mỹ bây giờ là chúng ta đều thấy rõ. Và nếu mà nói rằng đào một cái hố mà đủ chôn nghĩa là 10.000 người hay là trên dưới gì 10.000 người đó, thì cái đất đó theo có một số báo nó nói là thời tiết lúc đó là bắt đầu mùa nắng rồi. Thành ra cái đất ở Huế đó là đất vừa núi vừa đồi nữa. Làm sao mà lính Việt Cộng có thể đủ sức để mà đào một cái hố, ngoại trừ phi là Việt Cộng có được xe ủi đất như là cái loại cơ giới hàng nặng thứ là xe ủi đất của Mỹ đó, thì may ra mới có thể mà làm được một cái hố để mà chôn mà tập trung. Mà thì giờ ở đó đâu mà tập trung, ở trên pháo thì máy bay bắn xuống, mà ở ngoài tàu, ở ngoài biển thì ở ngoài Thuận An thì là tàu Mỹ nó nã pháo vào, thì đó không có lúc nào mà gọi là yên hết trơn. Thành ra nói rằng Việt Cộng đã đào một cái hố để mà chôn trên dưới 10.000 người, thì cái việc đó chúng ta bây giờ thì có nhiều thì giờ rồi, chúng ta có quyền nói thế nào cũng được thôi.
thì bây giờ căn cứ vào những tài liệu, nếu quý vị nào thích thì có thể vào thư viện rồi xem lại những cái tu thư đó coi nó tới đâu. Chứ còn sự thật cái đó không phải là cái chiến trường Huế là cái chiến trường chính để mà làm cho không phải chỉ Huế mới có cái trận đánh Nha Lam Mậu Thân xảy ra, mà đánh từ vị tuyến 17 cho đến Cà Mau. Không, cái đó là để mà chia lực lượng, và đồng thời dù đánh biết rằng đánh là thất bại, đánh là thua, đánh là mất bát, đánh là hy sinh, nhưng mà vẫn phải đánh. Mà vì đánh như thế thì cái phong trào của quần chúng ở bên Mỹ, nhân dân Mỹ thấy rằng chúng ta không thể nào thắng được Việt Nam hết trơn, chúng ta không thể nào mà có thể kéo cái cuộc chiến, nghĩa là lùi trở lại để mà chúng ta giành cái thắng lợi. Thì vì thế đó mà sau khi cái trận Mậu Thân 1 rồi đến Mậu Thân 2 thì biết rằng nghĩa là Mậu Thân 2 cái phần Mậu Thân 1 là thương vong rất nhiều, hy sinh tổn thất rất là nhiều, cả trên một cái chiến trường rộng lớn từ vị tướng 17 trở vô cho tới phía Nam. Thì nói về thương vong thì không biết là bao nhiêu mà kể, phải thấy cái đó là một cái thất bại lớn. Nhưng mà vì cái thất bại đó mà nhân dân Mỹ mới thấy rằng cái cục xương, cái cục cái khó khăn của cái Mậu Thân không thể nuốt được, quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa không làm sao nuốt nổi, thành ra vì thế mà mới phải chịu kéo nhau vô bàn hội nghị. Vì thế cho nên nó mới có cái Hiệp định Paris. Đấy. Và từ cái Hiệp định Paris đó, 7 năm sau chúng ta ở miền Bắc và Mặt trận Giải phóng miền Nam mới có cái ngày 30 tháng 4. Vâng. À, cảm ơn hai bác đã đóng góp. Vâng, thì thật sự rằng nói tới trận Mậu Thân thì chúng tôi nghĩ rằng 50 năm này, như bác Cường mới lại đã nói có 7 năm để Việt Nam Cộng Hòa làm sáng tỏ vấn đề. Và như vậy bây giờ chúng ta thấy 50 năm nữa lại càng có nhiều thì giờ để mà sáng tỏ những vấn đề. Nhưng mà cái bệnh mà xuyên tạc và cái bệnh nghe là gọi là cái truyền thống, không riêng gì cái người chống cộng đây nữa, mà tôi nói ngay người ở Việt Nam cũng vậy. Đấy. Bởi vì cái bản tính của người Việt Nam cái hùa này, ăn hùa nói theo chẳng hạn đấy. Thì bây giờ chúng tôi xin nhau, thật sự trận Mậu Thân nó có tới 2 trận. Trận Mậu Thân đợt 1 và đợt 2. Cái đợt 1 á xảy ra trong 6 thành phố và 37 tỉnh thành trên toàn quốc. Thì nhưng mà chúng ta đặt cái vấn đề ở đây đó. Tổng công kích đợt 2 xảy ra vào tháng 5. Thì lúc đó là cái trọng tâm mà Việt Nam Cộng Hòa muốn dùng, những bác Cường nói đó, là họ muốn dùng tới cái gọi là thảm sát tại Huế. Mà bây giờ thế tôi hỏi rằng thảm sát ai? Mà trong cái chiến tranh mà cái chuyện mà nó xảy ra đó là cái mình phải chấp nhận. Dù đó là trái bom của Mỹ thả xuống tới lầm vào trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay là những làng mạc này kia, cái đó là một cái rủi ro của chiến tranh. Thì không thể nói rằng cái đó vấn đề thảm sát. Mà cái vấn đề nếu mà các vị Việt Nam Cộng Hòa nói rằng thảm sát thì tôi lại kết tội quý vị. Tại sao quý vị lại để cho Cộng sản vào trong thành phố Huế mà thảm sát dân chúng? Cái nhiệm vụ của người lính là cái nhiệm vụ bảo quốc an dân. Cái thiên chức của người lính là cầm súng để bắn với kẻ thù. Mà tại sao quý vị lại để kẻ thù vào trong đó mà tàn sát được hơn 3.000 người? Thì đó là lỗi tại quý vị. Đó là cái nhận xét tôi. Nhưng bây giờ thì trả lại cái vấn đề này. Thật sự rằng á, bác như bác Phương cũng nói, bác Cường nói là cái vấn đề đó, các anh thất bại. Đáng nghĩa cái trận Mậu Thân á, nếu mà Mỹ không quay trở lại thì là cái cuộc chiến đã xong ngay từ trước 7 năm rồi. Chứ không phải chờ tới 30 tháng 4 năm 75. Tại vì đó những người biệt động thành, quý vị phải nhớ rằng cái tổ chức của quân đội nhân dân á, biệt động thành không nằm trong tổ chức quân đội nhân dân và không nhận chỉ thị của quân đội nhân dân. Và họ đánh bằng cái cảm tính và đánh bằng cái sự can đảm của cái con tim của họ. Những cái người biệt động thành lúc của năm 1968 đó, họ
đã nhận định cái tình hình và không biết ai quyết định và ai ra lệnh. Và họ khi mà họ tấn công vào, 3 ngày sau họ tấn công vào cái tòa đại sứ Mỹ. Mà theo nguyên tắc ngoại giao, khi bất cứ ai mà tấn công vào tòa đại sứ Mỹ, tức là đã tấn công vào nước Mỹ nói riêng hoặc là bất cứ một cái tòa đại sứ nào trên thế giới mà bị tấn công, thì chúng tôi thấy rằng á, không phải riêng cái chuyện mà 1968 mà mới đây á, bà Hillary Clinton đấy, năm 2014 bà cũng đã để cho cái tòa đại sứ Mỹ ở Libya bị tấn công rồi, và ông đại sứ Mỹ bị chết nữa. Mà bây giờ đã có những cái nguồn tin là phát tán ra ngoài cho biết rằng bà Hillary Clinton biết chuyện nhưng mà bà không ra lệnh giải quyết và không cho người tới tiếp tế. Tất cả những nhân viên ở trong sứ quán Libya đó, họ đã tự động họ đã phản ứng lên trong cái sự tấn công, nhưng mà ông đại sứ chết. Ông đại sứ chết thì cũng giống như là ông tổng thống chết thôi. Thế nhưng mà tại sao nó mới im lặng? Thì trở lại cái vấn đề này, rõ ràng cái vụ Tết Mậu Thân này có một cái sự đi đêm ngầm giữa Cộng sản Việt Nam và chính phủ Mỹ. Và cuối cùng á thì ở Huế cũng vậy. Lúc đó là ông Ngô Quang Trưởng mới là tư lệnh sư đoàn 1. Ông chưa phải là cái là tư lệnh của quân đoàn. Quân đoàn thì ông coi từ ngoài cái giam danh Bến Hải đi vào bãi chốt trận trong tới Quảng Ngãi. Còn cái quân đoàn cái sư đoàn thì ông chỉ coi ở cái vùng Huế và Thừa Thiên. Lúc đó chúng ta chưa có sư đoàn 3, sư đoàn 2 thì coi về phía miền Nam. Thì ông Ngô Quang Trưởng nói với ông Lê Quang Lưỡng lúc đó, Lưỡng ơi, ông Lê Quang Lưỡng là lúc đó là không nhớ là thuộc về cái lữ đoàn mấy của hình như là lữ đoàn 1 hay lữ đoàn 3 của nhảy dù. Lúc đó nhảy dù cũng đã có được 3 lữ đoàn, lữ đoàn 1, lữ đoàn 2, lữ đoàn 3. Lữ đoàn 4 là sau này mới thành lập, và anh Lê Minh Ngọc, Trung tá Lê Minh Ngọc bây giờ đang ở Florida là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 4. Thì cái lữ đoàn của ông Lê Quang Lưỡng bằng giá nào mình phải vào chứ không thôi, tại vì ông Ngô Quang Trưởng nói rằng á, họ đã tiến tới sát gần tôi, nếu trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa mà không được phá vòng vây thì tôi phải tự vận. Thì như vậy là rõ ràng rằng á, là cái chiến thắng mình đã nằm trong cái tầm tay rồi. Tuy nhiên rằng lúc đó thì hải quân Mỹ bắt đầu nào pháo binh vào và thủy quân lục chiến Mỹ nhảy vào. Nếu mà không có lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nhảy vào ở trong cái Đại Nội thì là cái cuộc chiến nó xong rồi. Khi mà Ngô Quang Trưởng mà tự tử là đương nhiên là cả một cái vùng một coi như thất thủ. Tại vì sư đoàn 1 mà thất thủ thì coi như quân đoàn 1 tức là gồm cái sư đoàn 2 là cũng ở trong ở phía miền Nam ở trong Quảng Ngãi này cũng xong rồi. Chúng tôi chỉ xin đọc được một cái đoạn như thế này về cái thảm sát tại Huế Mậu Thân. Bằng tiếng Anh thì nó gọi là Huế Massacre, là tên gọi một sự kiện trong chiến tranh Việt Nam khi phát hiện nhiều ngôi mộ tập thể chôn tử thi trong trận chiến Huế. Việc phát hiện hố chôn xảy ra khi quân đội nhân dân Việt Nam và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam mở cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân và đóng ở Huế một tháng. Sau đó bị triệt thoái trước sự phản công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hoa Kỳ. Cho đến nay, tài liệu từ cả phía Việt Nam và Mỹ vẫn quy trách nhiệm cho nhau về cái nguyên nhân và tính xác thực của sự kiện này. Trong khi đó, phía phản đối chiến tranh như là ông Gareth Porter và nhiều học giả phương Tây khẳng định rằng số lượng và hoàn cảnh của những người bị giết đã bị phía Việt Nam và Mỹ đã khuếch đại lên, ngụy tạo nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền trong chiến tranh. Nhưng nguồn tin từ phía quân giải phóng thì ghi nhận họ đã chôn nhiều thường dân chết do hỏa lực nặng của Mỹ cùng với binh sĩ tử trận của họ. Ngoài ra, cũng có nhiều nguồn tin khác cho rằng số người chết ở Huế trong chiến dịch này là do hỏa lực trong nỗ lực tái chiếm địa bàn của Mỹ cùng sự trả thù của phía Việt Nam Cộng Hòa lên những người ủng hộ quân giải phóng. Thành ra quý vị thấy rằng những cái lý do đó bên này
nói thế này bên kia, nói thế kia, thì nó cũng giống như là cái chuyện mà bên cộng đồng mà nói về bên trong nước, mà trong nước nói ra ngoài hải ngoại này, hoặc là ngay cả anh em cờ đỏ trong miền Nam bây giờ, trong miền Nam bây giờ đó, cũng tự mình chửi nhau chia cho tới giờ phút này. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa họ tự đổi lỗi cho nhau. Thế nhưng mà đó, một cái sự kiện thực tế, nếu mà không có Mỹ nhảy vào thì chắc chắn là cái Tết Mậu Thân đã làm nên công chuyện. Tại vì những cái lực lượng mà đứng sau lưng ấy, của những cái thành phần chủ lực này đó, chắc chắn họ sẽ vào tiếp thu, họ sẽ ra tiếp tay. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái vụ tấn công tòa đại sứ đã làm cho Mỹ quyết định phải nhảy vào. Và Huế trong vòng 30 ngày, như bác Phương nói, chúng tôi không nghĩ rằng là quân đội Cộng sản họ có đủ thì giờ để tổ chức những cái tòa án nhân dân. Không thể nào được. Họ đồng ý, họ có những Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, có Đơn Nguyễn Đắc Xuân, có tất cả những cái người ở đó. Nhưng mà nó chưa đủ khả năng để lập một cái gọi là Hội đồng Nhân dân, hay là một cái chính phủ nhỏ ở trong đó. Họ chỉ là những cái thành phần tự phát của dân chúng bất mãn với lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và họ tiếp tay với lại quân giải phóng thôi. Chứ thật sự rằng họ lúc đó mình chưa có một cái tổ chức nào để mà lên án như vậy. Tuy nhiên rằng ở bên phía Việt Cộng sản họ nói rằng chính những cái thường dân đó là bị pháo của bên Hải quân Mỹ bắn vào. Thưa quý khán giả, một cái tàu chiến mà bắn từ bên ngoài biển vào đó, rồi á, dù nó cái chính xác đến đâu đi nữa đó, thì nó vẫn còn những cái bị sức gió, bị thời tiết, bị đủ hết cái, rồi bị cái sức mà nghĩa là sóng, cái sóng ở ngoài biển nữa đó. Thành ra nó rất là khó, mà nhất là tháng giêng đó, là những cái tháng mà nghĩa là hay có bão nữa, thành ra cái tàu mà lấy được cái thăng bằng rất là khó. Nó chỉ cần viên đạn nó chách qua một bên cái thì là nó trúng vào thường dân thôi. Nhưng mà những cái địa điểm á, mà họ bắn không phải họ nằm trong sẵn này, trong cái họa đồ của họ, trong cái mục tiêu của họ. Họ chỉ bắn qua những người đề lô, tức là những cái tiền sát viên. Tiền sát viên báo cáo ở cái tọa độ X mấy, Y mấy. Thế họ bắn thôi. Thì bắn mà bắn chật một cái thì vào thường dân. Và chính người Cộng sản Bắc Việt họ nói rằng họ chôn thường dân lẫn lộn với lại người của họ nữa. Thành ra không thể nào mà cái là quy trách rằng đó là hơn 3.000 người đó là toàn là thường dân đấy. Bởi vì lúc đó mà bỏ rút ra đó, không thể nào mà kéo nổi quân. 30 ngày quý vị thấy rằng lương thực không có, súng đạn không có. Nhiều khi những người đó họ phải dùng những cái súng đạn của lính sư đoàn 1 để mà họ là dùng cả M16 và đạn dược bên kia để mà bổ túc cho cái cuộc chiến. Vâng, thì đó là những cái mà phân tích. Thì có người hỏi rằng lúc đó chú Hùng ở đâu? Dạ thưa, lúc đó em đang là sinh viên sĩ quan khóa 27 trường Bộ binh Thủ Đức. Và chúng tôi dự trù là 8 tháng. Và tới tháng 5 thì sẽ ra trường. Tuy nhiên cái vụ nó xảy ra như vậy đó, thì chúng tôi đã bị đưa ra xuất ngũ, tại vì số sĩ quan chỉ huy chết rất đông và bị thương, bị loại ra khỏi vòng chiến của Việt Nam Cộng Hòa đông lắm. Thành ra chúng tôi ra trường sau khi mà cuộc tổng tiến công xảy ra, khoảng chừng tháng 2, tức là chúng tôi ra trường trước 5 tháng. Tháng 2 thì chúng tôi được ra trường, thì những người mà chỉ huy chúng tôi là lúc đó là chúng tôi đang học ở cái đại đội 4 của Thủ Đức. Trường Bộ binh Thủ Đức, quân tiểu đoàn 4. Trong đó nó có tất cả là hình như là tôi không nhớ là mấy tiểu đoàn, nhưng mà tôi là thuộc tiểu đoàn 4 của thiếu tá Nguyễn Văn Tốt. Dưới quyền thiếu tá Nguyễn Văn Tốt có các công chuẩn úy mới đi học Phó Bân Ninh về học cả huấn luyện. Thì tối hôm nó bị tấn công, một trung đội chúng tôi đó, thì những người nào không về đó, tại vì gia đình tôi thì ở dưới Long Khánh này tôi không về, tất cả chúng tôi bị đưa ra ngoài giao sông Hào, mà không có một người nào có kinh nghiệm tác chiến hết. Chúng tôi nằm giao sông Hào và đạn lúc đó mình dùng, lúc ở trong quân trường dùng cái găng đạn, viên đạn M1 thì cái khẩu súng rất là nặng. Mỗi mình gắp đạn garang thì chắc khoảng chừng được 7 viên gắp đạn.
Thì anh em của cái khóa trên của tôi đó là khóa 25. Thì khóa 25 là đàn anh của khóa 27. Thì là khóa 25 chuẩn bị làm lễ ra trường. Thì đi ra ngoài, phải đi ra ngoài tại vì các anh em nó học nhiều rồi, học hết rồi. Khóa 26 là khóa của ông Hồ Anh Tuấn này, TNT sai đây. Thì khóa 25 nó đi ra ngoài thì bị phục kích. Thành ra vội chạy vào liền. Thì đâu nghe nói cũng chết mấy người. Riêng khóa của tôi đó thì tháng 2 chúng tôi bắt buộc. 28 tháng 2 nếu chúng tôi không nhớ lầm. Thì chúng tôi được đưa về Sài Gòn, đưa thẳng tới trại Trần Bá Phước, Đào Bá Phước, tức là ông mà bị bắn chết ở trong cái vụ tấn công này, thì lấy tên ông Đào Bá Phước, đại tá Đào Bá Phước, chỉ huy trưởng biệt động quân sau này. Thì khi mà chúng tôi vào trình diện, thì theo luật của biệt động quân á, là khi ra trường là phải đi học rừng núi sinh lầy, 8 tuần cái huấn nhục tại rừng núi sinh lầy thì mới được ra trường. Ngày hôm đó là về 20 sĩ quan của biệt động quân của bên trường Thủ Đức đưa về đó, và 20 sĩ quan tình nguyện, 20 sĩ quan không tình nguyện, tổng cộng 40 người đưa ra tất cả các vòng chiến thuật, không đi học luôn. Thì tôi là người may mắn không phải học rừng núi sinh lầy. Tôi nói thật, tôi chưa học rừng núi sinh lầy. bởi vì trong cái chỗ trường, nếu quý vị nào ở Dục Mỹ Nha Trang có thấy đề cái tên tốt à cái gì à, xuất thân trường biệt động quân, các chiến sĩ sẽ trở thành các bạn sẽ trở thành những chiến sĩ mình đồng ra sắt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và không biết mình đồng ra sắt như thế nào, nhưng mà binh chủng biệt động quân là binh chủng bị chết nhiều nhất. Bởi vì chúng tôi luôn luôn là những người đầu tiên, gọi là giống như là Mỹ nó gọi là Ranger, tức là cảm tử quân, tức là thảy vào đầu tiên. Thì tôi không phải đi học và tôi ra trường. Ra trường cái là cầm súng ra bắn liền. Lúc đó về ra thì được phát M16. Lại khẩu súng mình chưa có cầm bao giờ hết. Chưa bắn M16 như nào. Chúng tôi học cấp tốc ở trong trại Bà Đào Bảo Phước. Một ngày chúng tôi học là cách ném lựu đạn. Cái lựu đạn ở trong lúc đó chúng tôi dùng nó không phải là lựu đạn ở trong trường học. Lựu đạn trong trường học là lựu đạn chai na. Nó giống như này, giống như là cái mắt của mấy cái chai na đấy. Chai, mình gọi là mãng cầu, người Nam gọi mãng cầu. Đấy. Đó, lúc mà ra trường này lại cái lựu đạn nó khác. Lựu đạn trơn. Nhỏ. Nó trơn. Đấy. Đấy, nhưng mà cái căn bản thì nó cũng giống nhau. Nó cũng giống như nhau, nhưng mà có cái lựu đạn mini đó, tức là nó giống như cái bầu rượu á, thì nó hơi khác một chút xíu, rất là nhạy. Đó, nó rất là nhạy mà thì nếu mà quý vị không luyện ra kịp là nó có thể chính mình bị thương. Thì chúng tôi chỉ học được có một ngày hôm đó xong cái là đưa thẳng ra, thì tôi chọn Liên đoàn 3 biệt động quân là lý do là Liên đoàn 3 tiểu đoàn 52. Là khi mà mình về liên đoàn thì mình có quyền đi tất cả tiểu đoàn nào cũng thiếu người hết. Liên đoàn 3 có tiểu đoàn 31, 36 và 52. Tiểu đoàn 52 đóng ở Long Khánh. Thế tôi chọn 52 là tại vì tôi về Long Khánh. Thì tôi vừa về chân ước chân giáo xong cái thì ông Thượng Sĩ Hà là người ra, đang là đưa tôi ra nhận trung đội. Thì tôi trung đội, tôi là trung đội 4. Trung đội mà chúng tôi ở trong trường bị binh Thủ Đức là trung đội 17. Cái đại đội 4, tiểu đoàn 4, đại đội 4 và trung đội 17 ở ngay sát cạnh cái nhà ăn của trường Thủ Đức. Thì 17 cộng với 17 cộng lại với nhau người ta thành 8. 8 thì có anh nói rằng 8 là bạt, bạt là bạt mạng. Mà thế nhưng cũng có người nói là 8 là chuyên môn chỉ nói mà không làm, làm 8 à. Cũng có người nói là 8 ấy, là cái kiểu là mày vứt đi rồi. Nhưng mà có một anh nói là rất là hay, chẳng biết xấu hay tốt, nhưng mà người Tàu họ rất thích số 8. Người Tàu họ rất thích số 8. Họ không thích số 9 đâu,
họ nói số 9 là cẩu mà, con cẩu, là con chó, năm nay là năm cẩu đấy. Thành ra thì trình bày các quý vị như vậy mà tôi ra trường rất là qua được tổng công kích đợt thứ nhì thì không có gì, tháng 5 thì chúng tôi đóng ngay Hàng Xanh, ngã ba, cái ngã tư Hàng Xanh, hồi xưa là gọi ngã ba đấy, bây giờ thì họ mở bắt đường vào trong thẳng luôn cái đường Đinh Tiên Hoàng luôn. À, bây giờ thành ngã tư rồi, mà bây giờ quý vị đi vào Hàng Xanh quý vị không nhận ra được. Ngay sở thú đi ra cái là ra thẳng lưng luôn cái ngã tư Hàng Xanh chứ không phải ngã ba Hàng Xanh. Thì chúng tôi đóng ở đó và chúng tôi đóng ở cầu Tân Cảng Xa Lộ. À, chỉ đóng cầu thôi, giống như là bị không quân thì gác cầu hả? Thì đợt tổng tấn công đợt thứ nhì đợt năm thì cũng không có gì, chúng tôi chỉ có ở chỗ đó, nhưng mà đa số anh em đánh ở chỗ Hàng Xanh. Thì lúc đó là anh em liên đoàn 81 của biệt kích dù của anh Đại Tàu Huấn. Thế còn chúng tôi thì chỉ đứng ở vòng ngoài để chặn những cái lực lượng đi vào trong thành phố. Thì đó là những cái trình bày với quý vị là cái Tết Mậu Thân nó đã xảy ra như vậy. Và chúng tôi đã cũng 45 phút nói về cái Tết Mậu Thân. Vâng, nếu mà mình khai thác cái khía cạnh khác thì nó lại vâng. Là đi một đường khác đi. Dạ, nhưng mà cái này thì là chỉ tóm tắt lại là biết đánh là thua, biết đánh là chết, nhưng mà vẫn phải đánh, vẫn phải hy sinh cho tới cái người cuối cùng. Thì chỉ có cái chi tiết mà tuần vừa trước tôi có nói đó là cái sự tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đó. Cái là vào đó 30 người gì đấy. Theo lời của ông như là Tư Cang có viết lại thì là, bây giờ thì nó nhiều chi tiết lắm, cái đó thì thôi không quan trọng. Nhưng mà cho biết rằng không có người nào sống, chỉ có một anh duy nhất sống là vì anh bị thương nặng quá đi, anh không chạy nổi, mà người Mỹ thì người ta không có giết anh, người ta để cho anh sống thế thôi, là anh là cái người duy nhất mà sống thôi. Thì đã thành ra cái chuyện đó khi hy sinh tổn thất để làm được một cái chiến dịch như thế không phải là cái chuyện dễ, mà cũng không phải làm sao mà không có sự hy sinh mất mát. Thì cái đó là cái cần thiết để mà có cái thắng lợi sau cùng, và cái thắng lợi cuối cùng là thắng lợi đem lại cái sự độc lập và thống nhất cho đất nước, dù là phải trả một giá rất đắt. Cái mà mình phân tích, bác Phương phân tích rằng thì là hai mươi mấy ngày ở đó đó, đâu có yên ổn gì đó mà lập tòa án nhân dân. Cái này thì tôi có cái nghĩ thế này, tôi nghĩ rằng nó có yên ổn nhưng mà nó không phải là tòa án nhân dân, tức là khu phố, mang ra đấu tố, rồi thì là những người này bị đấu tố người kia đó, đấu tố mà thôi chứ không nhiều khi ghét nhau rồi, nhiều khi ghét nhau mà là đấu tố luôn, chỉ thằng này thế này, thằng kia thế kia, phải không ạ? Và tôi còn nghe một số chi tiết là những chị em nghĩa là du kích ở trong mặt trận giải phóng Việt Nam về nội thành phố, về thành phố Huế từ những 1-2 năm trước đó cơ, để mà chuẩn bị các thứ, thì các chị đó đã vào nhà các ông tá, ông úy, rồi mấy ông công chức cao cấp, rồi làm ô xin, làm con sen cho mấy cái nhà đó. Thì ra các chị đó nắm hết trơn các tình hình, rồi ông nào có súng như thế nào mà các chị đó về đó thì là lần lượt là cũng đem súng giấu vào nhà của cái người chủ nhà đó, của các ông tướng ông tá đó. Rồi đúng. Đến chừng đó rồi là nổi lên là các chị lấy, nghĩa là lấy súng ra là ráp lên là tham dự, nghĩa là tham dự tiếp tay ngay thôi. Thành ra đó, anh Hùng có nói là bác Phương nói rằng mấy chục người mà tấn công nữa là biệt động thành. Biệt động thành thôi. Biệt động thành tức là một đơn vị. Một đơn vị độc lập, độc lập. Và nghĩa là độc lập tác chiến, và nhìn thấy cái chỗ nào mà mình có thể xen vào được, mình có thể phát huy cái tác dụng của mình, thì là mình nó không nằm ở trong cái chiến dịch của một bộ tư lệnh. Thế thành ra đấy là một cái. Thứ hai đó là mình chú ý tới là cái đợt tổng tấn công và nổi dậy lần thứ hai. Tại sao lại có cuộc nổi dậy lần thứ hai, phải không ạ? Vào tháng 5. Thế thì để đi lại từ cái ngọn ngành
Thưa người Mỹ có cuộc chiến gần như là 9 năm. Vâng, mà người Mỹ đó chết 58.000 người. Vâng, mà nó lại rất là trớ trêu của lịch sử là một cái nước dân chủ như vậy mà không có phép của quốc hội, không có tuyên chiến. À, nó lằng nhằng lắm, thưa cuộc chiến nó lằng nhằng lắm. Và do đó mà cái người mà nắm cái bí mật của tất cả cái mà xịa với các lực lượng mà được chỉ huy bởi CIA đó, à, là ông Colby đó, ông phó đại sứ đó. Và sau này đó thì và sau này đó tự dưng ông Colby chết do mà đi bơi. Vậy bởi vì rằng thì là ông ấy nắm những bí mật, và người ta đều là phê bình rằng ông Colby này nắm những bí mật có thể là có những sai lầm và đáng xử, đáng trách, cho nên đó cái chết của ông ấy và cái chuyện đi bơi là một chuyện thanh toán, cho nó ngập ngùi. Không, là một chuyện thanh toán. Vâng, trước khi mà chúng tôi tiếp tục câu chuyện đó thì cô Nguyễn Thị Bạch Yến ở Quy Nhơn, Bắc Phương thì trông hiền từ như ông Bụt. Vậy đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy cục tình báo chiến lược A18H63, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tuyên dương năm 1971, và như bác Cường nói, đây là biệt động thành là một cái đơn vị họ mang tính cách tình báo tác chiến, tức là vừa là làm tình báo. Làm tình báo nó đã khó khăn nguy hiểm rồi mà lại còn là tình báo tác chiến. Và lúc tấn công vào trong tòa đại sứ Mỹ hình như là họ không được một, chỉ có một tiểu đội thôi. Cái cụm mà tấn công vô tòa đại sứ Mỹ đó là không nằm ở trong cái không nằm trong kế hoạch của quân đội nhân dân. Với lại không nằm ở trong cái cụm cái sự chỉ huy của Bắc Tư Cai. Dạ vâng. Là cái cụm đó là một cái, như bác Cường nói đó, là một cái bộ phận đặc biệt, như là riêng biệt. Mà theo lời ở trong cái quyển sách này mà nhà mà bác Tư Cai có tặng cho, nhà biếu tặng cho tôi đó, thì là cái chỉ cho vì cái tính chất bí mật, chỉ cho cái nhóm đó, cái người trưởng nhóm đó 2 ngày để mà chuẩn bị. Trong 2 ngày mà làm sao mà có thể đưa được quân về, đưa được vũ khí về, thì cái đó là cả một vấn đề. Thật ra vì thế đó, rất là nhiều chỗ trong nội thành Sài Gòn lúc bây giờ, có nơi thì súng đã nằm sẵn đó rồi mà người không tới được, có nơi thì người đã tới được rồi mà không có súng để đâu, nghĩa là không có vũ khí để mà xài. Thành ra một cái trận, nhưng mà cuối cùng rồi quyết định là phải đánh, chỉ trong 2 ngày thôi là phải đánh cho được cái tòa đại sứ Mỹ. Thành ra cái đó là một cái không thể nào có thể làm được, không có thể nào chuẩn bị, dù là tài ba, dù là tính toán khoa học tới đâu, nhưng mà bây giờ lên trên như thế là phải đánh vì cái nhu cầu chiến lược mà là phải đánh thôi. Thì tất cả cái chuyện hy sinh đó là một chuyện hy sinh anh dũng vô cùng. Tôi bây giờ nói lên mà tôi vẫn xúc động, nghĩa là thành thật mà biết ơn những cái người mà đã chết, nghĩa là ít hay nhiều gì có liên quan tới cái trận Mậu Thân. Vâng. Bác đã được đề thân tặng đồng chí Dương Xuân Phương ngày 17 tháng 11 2017. Thế là bác là ông nằm vùng một vài năm vùng à. Thế là bác còn sau Nguyễn Phương Hùng nữa. Nguyễn Phương Hùng đã được gọi là đồng chí trước nữa rồi mà được nghe là báo đại biểu của quốc hội gọi là đồng chí rồi. cái chuyện đồng chí ở trong đó đó thì hồi trước đó mấy ông đó là chỉ để dành cho những người đảng viên gọi với nhau. Nhưng mà kỳ thật là đồng chí mà trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đó, hay là chống Pháp đó, đồng chí là gọi là anh em với nhau thôi. Nghĩa là gọi cho một cái lý tưởng là giữ gìn đất nước và tranh thủ độc lập cho đất nước. Vâng, thì lúc nãy bác Cường cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa vùng dậy, và thì thật sự rằng á, lúc đó đó những người mà tấn công vào đó họ không có quân đội nhiều, chỉ là những cái thành phần tiền phong thôi. Thứ nhất, thứ hai, đa số Việt Nam Cộng Hòa đều đi ngủ hết, đi về quê ăn Tết. Thì ngay ở trong tiểu đoàn 52 biệt động quân của chúng tôi lúc đó đó, lúc chúng tôi kể lại thôi,
Thì khi tôi về là hồi cuối tháng 2 tôi về đó thì nghe kể lại hồi Tết Mậu Thân đó. Một ông thiếu úy chỉ huy cả một tiểu đoàn. Tại vì các ông lớn là đi hết. Từ ông thiếu tá Nguyễn Hiệp, tức là Hiệp Móm, đó gọi là Hiệp Hiệp Hữu Phước, thì sau này ông ấy bị chết hôm ấy đi trình diện, ông ấy bị đệ tử của ông Thích Tâm Giác chơi chơi cú judo đó, đánh ông té ngay chỗ lúc ông đang tắm. Tất cả đều ngừng nghỉ hết, một ông thiếu úy mà lên làm tiểu đoàn trưởng thì hỏi làm sao mà đánh được. Thế nhưng mà dù sao đi nữa đó thì cái Việt Nam vùng dậy là do ở Mỹ, và chúng tôi thấy rằng là nói rằng là người quân đội Bắc Việt họ thảm sát đó, thì bây giờ chúng tôi quay trở lại cái ngày 30 tháng 4 năm 75. Nếu mà thật sự năm 68 mà quân đội Việt Cộng đó, họ nói Việt Cộng đó, họ thảm sát đó, tại sao ngày 30 tháng 4 75 họ có cơ hội thảm sát đấy? Chính tôi, mắt tôi này, anh bác Năm taxi ở ngay ở trong cái đằng sau chung cư Ấn Quang, ở ngay bên cạnh nhà. Bác này, cậu Hùng, tôi biết cậu có vẻ cậu thích cộng sản đấy. Ê, bây giờ nếu mà cậu không tiết lộ với ai, tôi chở cậu đi. Nó hỏi đi đâu? Đi vào thăm mấy ổng ấy. Người miền Nam hay gọi là mấy ổng ấy. Tôi bảo, vào nó bắt cái không có về được, cái chết luôn đó bác. Ơi, tôi bảo đảm với cậu. Ai ngờ đó lúc khi mà đi vào trong đó, người ta gặp ông, người ta chào, rất là chào kính. Đấy. Thì hóa ra ông ấy là một, cũng lại là một biệt động thành, mà nghĩa là nào làm cái nghề taxi. Thì chúng tôi thấy rằng súng Đại Bác 105 ly để khoảng chừng 20 ở chỗ Hóc Môn, trong Hóc Môn 3 điểm, thì cho nó bắn vào trong Sài Gòn dễ dễ quá rồi. Mà tại sao họ không tấn công và họ họ không dùng cái đó, họ nghĩa là tiền pháo hậu sung như là cái chiến thuật mà người cộng sản hay làm, tức là tấn công pháo kích vào trong đồn xong rồi mới dùng bộ binh tấn công. Đằng này họ đi vào thành phố Sài Gòn mình khơi khơi chỉ có một trận đụng độ ở chỗ cái cầu Tân Cảng thế thôi là xong ngay. Thành ra chúng tôi thấy rằng ở đây chúng tôi ghi nhận rằng cái mà cái lời tuyên truyền á nói rằng là thảm sát ở Huế là tôi nghĩ rằng không đúng. Tại vì thật sự nếu mà họ thảm sát thì có lẽ thành phố Huế tan tành rồi, chứ không không chỉ có 3.000 người như vậy đâu. Vâng, thì theo tôi nghĩ như vậy. Nếu bạn nào mà không đồng ý thì các bạn cứ việc cho ý kiến, nhưng mà chúng tôi chỉ nói lên một cái nhận định của chúng tôi thôi. Bây giờ thì bên nào Mỹ nói Mỹ đổi tại Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa đổi tại Mỹ, thế rồi bên bên Cộng sản Bắc Việt thì nói ngược lại, thành ra bây giờ, nhưng mà chúng tôi mình phải suy luận, mình phải dùng cái đầu để mình suy luận. Nếu mà thật sự người cộng sản tàn ác thì ngày 30 tháng 4 75 họ có cái tàn ác không? Mà họ không tàn ác thì cái Tết Mậu Thân chắc chắn là không. Họ chỉ nhắm vào những người mặc quân phục, như cái lúc đó là như là những người như chúng tôi mặc quân phục họ đánh, chứ không phải họ vào họ đánh dân. Trong một cái chiến thuật mà bác Hồ cũng đã nói rồi, lấy nhân dân làm nền tảng thì không thể nào mình đi vào đó để mình giết nhân dân để mình bị thất nhân tâm được. Đấy, thành ra chúng tôi nghĩ rằng những cái lời đó chỉ là lời tuyên truyền vu vạ, lời nghĩa là gọi là giống như bây giờ cộng chống cộng cực đoan bây giờ họ vẫn hay dùng nói đó. Thì cái Tết Mậu Thân mà ban nãy tôi nói chuyện về cái nó lằng nhằng cái cuộc chiến ở Việt Nam chết như vậy mà không có tuyên chiến vân vân. Dạ. Rồi thì là cái người mà ông phó đại sứ đó, ông Côn Bi đó, là một trong những người mà nắm tất cả cái mặt trái, cái lực lượng ngầm của nước Mỹ tại Sài Gòn, tại miền Nam Việt Nam. Mà tới khi sau 30 tháng 4 tự dưng ông ấy chết do đi bơi, do đi bơi chết. Sau 30 tháng 4 nhiều năm sau mới là chết. Và đấy mới là một sự thanh toán. Và tại vì rằng ông ấy có những sai lầm ghê gớm trong cuộc chiến Việt Nam. Những Thời báo như là cáo sai lầm năm 78, 79. Những báo cáo sai lầm, những cái tin đồn mà lúc Phạm Xuân Ẩn, Xuân Yết tôi làm báo ở Sài Gòn thì là tôi hiểu cái đó. Sau năm 75, nhưng mà tất cả những anh em mà còn ở lại đó thì hiểu cái chuyện đây là một chuyện thanh toán nội bộ của CIA với nhau. Anh đã có những báo cáo sai, anh đã có những dấu diếm, anh đã có những đánh giá nhầm, thì giờ này đó thì anh bị xử. Thưa, và cái
cái 30 tháng 4 đó là thưa đấy, ban nãy là tôi nói là không phải tòa án nhân dân mà đây là tổ dân phố kết tội rằng thế người này thế này đi theo địch thật, người này ác ôn vân vân. Thế thì lúc ấy là bị nhân dân bị cái khu phố người ta chỉ cái đó mới đúng và không phải rằng thì là cái hố chôn tập thể đâu, mấy ngàn người đâu, chỗ này vài chục, chỗ kia vài chục, phải không ạ? Thế là thành ra nó không phải là phải có xe ủi đất mà. Thế là còn một cái nữa, thưa cái tòa đại sứ Mỹ đó, thì để cho phép tôi nói về cái tòa đại sứ Mỹ, là tòa đại sứ Mỹ nó là một cái nó nằm ở trên đường Thống Nhất và cái tường của nó đó cao trên 3 thước và nó kín cổng cao tường, khó lắm. Kín cổng cao tường tới mức độ là báo Sài Gòn người ta gọi rằng thì là đây là cái ban cơ một cái pháo đài, một cái lâu cốt của cái ông đại sứ là ông già tủ lạnh đó, ông già tủ lạnh, ông ban cơ đó, một trong những các cái người mà lạnh lùng, nghĩa là không biết ông ấy làm cái gì, ông ấy nói cái gì nguy hiểm thế nào. Thành ra thưa đấy, đấy là nói thêm về cái tòa đại sứ, nói thêm về cái biệt động thành, là có một cái chứng minh, cái chứng minh rằng thì là đấy mà cái định nhường cho cộng sản, cái khúc từ vĩ tuyến 17 vào tới vĩ tuyến 13 đó, đây định là một cái vùng đệm, cái vùng đệm trung lập, đây là độ, gọi là vùng trái độ, đây là một cái sự cắt cắt xén, nhưng mà cái gọi là cái âm mưu hay là những các cái hai bên thương thảo với nhau đó nó không thành công. Do đó nhưng mà nó có chuyện là mình mới thấy rằng ở Huế chẳng hạn, ông Thích Đôn Hậu Đôn Hiếc và Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, vâng, đầy đủ hết cả những các cái người mà làm, những các cái người mà tham gia cái cuộc chiến đó. Là tôi có mấy anh bạn là chính anh ấy đi ra ngoài, bây giờ cái anh mà Đoàn Văn Toại này một trong những anh thì là đều là bây giờ tới anh vẫn còn sống ở đây này, xe cửa nhà anh bị bắn ở trên San Jose. Vâng, thành ra đó nó nhiều những các cái mà nó nhiều sáng kiến cá nhân lắm chứ không ai sai ai cả. Rồi thì lại còn thêm nữa là vừa rồi thì tôi thấy rằng thì là ông kinh tế gia cũng nhân cái Tết Mậu Thân, ông kinh tế gia đó thì tự dưng ông ấy đưa ra một cái chuyện là hai vợ chồng cái người mà Ba Lan Tiệp Khắc gì đó cũng có cái giỏi tiếng Việt Nam và giỏi cả chữ Hán chữ Hiếp vân vân, dịch cái cuốn của bà Nhã Ca đó, dạ vâng, vành khăn xô cho Huế đó, dạ vâng. Và ông này đó thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì nói rằng thì là tôi đã gặp ông này, tôi cũng được gặp ông này, và ông này tất nhiên là ông phỏng vấn, bởi vì thì là ngoài cái câu chuyện mà bà vợ ông ấy dịch cái cuốn của bà Nhã Ca thì cái ông chồng đó thì ông ấy cũng lại viết về tất cả phỏng vấn mấy trăm người Việt Nam trong suốt cái cuộc chiến Việt Nam, bởi vì thì là ông ấy muốn làm chuyện là một nhân chứng lịch sử mà. Thành ra đó là họ rất là tử tế, không hề mưu đồ cái gì để mà đổ lỗi cho ai hay là cái gì nữa. Càng vô tư bao nhiêu thì càng đúng bấy nhiêu, càng khách quan bao nhiêu thì càng thích ứng với nhau. Nhưng mà tôi thấy rằng thì là ông Nguyễn Xuân Nghĩa khen hai cái vợ chồng này, nhưng mà lại cái chuyện giỏi của hai vợ chồng này không có nghĩa, không có nghĩa rằng thì là cái vành khăn xô cho Huế của bà Nhã Ca là có một giá trị gì. Nó có một cái rất buồn cười là một vài người mà hăm hở, tại vì rằng thì là ở miền Nam Việt Nam đó thì là nó bắt đầu nó có một cái phong trào là làm thế nào để những tác phẩm của mình được dịch ra tiếng Anh, thứ nhất là để bán và coi như là nó có một cái giá trị nào đó,
phải không ạ? Cái mốt mà, cái mốt của thời đại. Thế thì nhưng mà cái bà này đó thì bà ấy cũng là một cái người, bà ấy dịch cái cuốn này của bà Nhã Ca này, nhưng mà thưa cái phần dẫn nhập mở đầu đó, 50 trang dẫn mập mở đầu, bà này đáo để lắm. Cô bà nhờ tôi không, cô nhờ tôi cái này, nhưng mà tôi dẫn nhập tất cả những cái tiếng nói khác nhau về cái đó, không ạ? Thành ra đó là hãy đọc 50 cái trang đó, để đấy mới là cái vấn đề, mới là đánh giá cái đấy mới là cái vấn đề vô tư. Chứ còn bà Nhã Ca đây là ông chồng Trần Dạ Từ, cái người mà cũng có cái may mắn là rơi vào mắt xanh của Trung ương Tình Báo, thì ông ấy cũng có cái phân, ông ấy làm cái tờ báo đen vân vân, thì một trong những người giỏi. Và bà Nhã Ca cũng lại là một cái cây viết mà định viết về vấn đề xã hội, định vợ viết như là những các cái chuyện mà cổ Vũ Trọng Phụng Trọng viết. Thành ra là bà này là hình như cũng là một trong những người mà định đi tu đó, nhưng mà bà đang tu á, tại ra bây giờ mặc đồ nâu đấy. Không, bà mới là bà Kiều Trinh hay bây giờ thì cái mốt ấy, nhưng mà cái mốt lúc bây giờ mà cái mốt, đúng lúc rồi. mà gặp ông Trần Dạ Từ đó thì chính ra là bà ấy cũng đương ở chùa, đương tu. Còn thưa cái cuối cùng là cái bí mật mà định nhường và một cái vùng trái độn đó, thì nó rõ rệt nhất là sau này khi mà đổi tiền đợt 2 đó, thì cộng sản lúc đầu đổi tiền thì nó lúng túng lắm, giấy bạc nó biết của nó dở lắm. Đổi tiền đợt 2 đó thì là tất cả những giấy bạc mới từng khăng một, phải không ạ? Màu đỏ, màu hồng hồng đó, in ở tiệp khắc và đề 1968. Tức là cái tiền in đó định dùng ở cái vùng trái độn, định dùng ở cái vùng trái độn đó. Lúc đó là tiền polymer rồi. Tôi cũng không hiểu là tiền polymer, nhưng mà tức là một cái giấy đẹp đó. Thành ra do đó mà ngày 30 tháng 4 đó là cộng sản theo những cái tiết độ là người ta nghĩ rằng có thể là tới năm 76 mới có thể đánh được. Thế rồi thì là cái quyết định cuối cùng của ông Phạm Hùng nói rằng thì là có thể giờ này chúng ta làm cái gì đó, thì cái bí mật ở bên trong đó nói. Nhưng mà họ đã có những các cái đánh thăm dò bảo không biết người Mỹ nó có trở lại, nó phản lại như ngày Tết Mậu Thân không. Do đó mà mới thăm dò mãi rồi thấy rằng họ không chắc chắn rằng người Mỹ sẽ không trở lại. Do đó họ mới gọi cái chiến dịch đó là chiến dịch Hồ Chí Minh. Lúc bây giờ cho cái chiến dịch tên nó là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thăm dò là cái trận đánh 30 thuộc đó. Vâng, đúng đấy. Cái căn cứ Tống Lê Trân đó. Vâng. Tống Lê Trân nó thuộc về Phước Long á. Tôi bị thương ở Tống Lê Trân. Hồn cũng là người miền Nam. Đấy. Thì cái quyết tâm mà đó là cái mà cái mà chiến dịch Hồ Chí Minh á, cái quyết tâm đó nó Bắc Cường nói rất đúng, họ đã thăm dò và họ đã quyết định khi mà đó ông Thiệu xin thêm 300 triệu nữa. Xin thêm 300 triệu nữa đó thì ông lúc đó thì ông Phò lên thay thế rồi. Thì ông Phò lúc đó chỉ là một cái, ông là chủ tịch của cái quốc hội. Thành ông automatic ông được đưa lên làm thay thế ông Nixon với lại ông Johnson. Thì ông lên ông là một cái là gọi như kiểu mình gọi là tổng thống là mèo mù với cái rắn. Thì ông lên thì ông không dám làm một cái quyết định gì hết. Thì khi mà xin á thì quốc hội đã phủ tay rồi. Lúc đó quốc hội Mỹ lại ra một cái luật mới là nếu mà tổng thống Mỹ bây giờ nếu muốn tấn công mở một nước ngoài cần phải thông qua, phải nói với quốc hội và được phép thì mới được mang quân ra. Thì cái đó, cái luật đó đó thì ông Ford thì ông bó tay là bởi vì ông biết ông là người ở trong quốc hội ra, thì quốc hội làm như vậy thì tức là ông phải tôn trọng. Thành ra khi mà bên này đó, bên cộng sản đó, họ nắm được cái yếu điểm đó đó, nhất định không cho lại cái hớ hênh của ông Thiệu. Cho tôi 300 triệu thì tôi đánh cho 300 triệu, cho tôi 700 triệu tôi đánh cho 700 triệu. Đó. Và cho tôi cái là không cho tôi cái gì thì tôi cố gắng tôi giữ ở từ Phan Rang đi vào.